Dầu sáo này chứ nó mới chuyển được khoảng được gần được chắc 9 10 tháng rồi. Làm. Chưa được đâu, tân tháng 10 tháng 9 tháng 10 nó mới chuyển qua. Tân là mới chơi. Long con chơi chỗ trước chỗ hình như ít thò mà. Ừ. Có hôm ra lại có gặp tân rồi. Thế là nó chỉ một học ở phía trước rồi. Mà thấy đồng học thì chơi vẫn không bằng mấy ở đồn nữa. Bên này chơi diều cỏ bên bãi bên này rồi. Diều tre. Rồi hôm đầu ra thì chủ yếu là ngắm cái. Đấy, giờ mới khai thật rồi. Ông Thanh cũng đang lay chim với chúng. Thì lúc đầu á, ở bên này này. À, con cha mẹ này 4m8 nhá. 1m8 là cả xả 5m á. Bụng của nó 110 mấy à? 120 à? Con bụng to phết đấy. Hôm nay chị Hugo đang báo gió ngày hôm nay là gió 24 đó các bạn ạ. Cho nên anh em đem hàng nặng ra. Hàng này hàng nặng. Thì mới chơi được em này. Tức là những anh em đã kinh nghiệm rồi thì mới có thể với điều khiển và mới cho cất cán bay được con này nhá. Còn mà mấy anh em mà vừa mới đầu bắt đầu chập chẹ chơi thì không thể nào điều khiển mà không thể nào mà cho bay được cái con hàng nặng như thế này. Tức là các bạn cứ tưởng tượng đi. Con diều cái nhà của mình 4m mà con diều này dài hơn cái nhà của mình thì các bạn nhìn từng chiều ngang nó dài hơn cái nhà của mình thì các bạn tưởng tượng đi. Khi mà cái độ gió mà nó ôm gió vô nó rất kinh khủng. À, gió hôm nay thì nếu mà muốn lên con này thì thông thường là một người ở giữ con diều để đẩy lên là và hai người cầm dây hoặc ba người cầm dây mà có thể nếu mà gió giật có thể là nó kéo cả người hai người đi như là một cụng rơm cụng rạ vậy các bạn. Thông thường anh em cẩn thận thì mấy con mà với này cái bộ sáo VIP này là bộ sáo này cả gần cả chục cụ ấy, cụ ông ấy là phải người cột dây vào gốc. Trước khi người ta cột dây vào gốc thì lúc người ta đẩy thì lúc anh em bắt đầu giữ dây điều khiển á thì có nhỡ may có tụt tay ấy, thì nó đã cột vào gốc rồi thì nó không có bị một vấn đề gì cả nhá. Nói chung là chiêu một bộ môn diều sáo là cả một nghệ thuật, không phải đơn giản. Từ khi mà cột dây chữ A, cột chữ sáo như thế này thì nói chung là rất công phu, nó chỉ cần sai một vài ly thôi chứ không thể là sai số nha các bạn. Nó không thể là cho sai số được nhiều. Tại vì cái độ sai số của nó là cái độ nó là độ thăng bằng mà, nếu mà mình cột sai số thì có thể là không thể nào mà nó chính xác được. Thì cho nên là rất cẩn thận. Đó, bây giờ giáo sư Tân của chúng ta nói chung là đã ráp xong xuôi chữ A, chữ U rồi. Bắt đầu là chuẩn bị cột thêm một cái dây phụ. Cái dây này các bạn để biết làm gì không? Để may nhỡ may mà ở trên nó, cái diều sáo nó bay ở trên nó thì ví dụ như chiều hôm nay là có thể ra mười mấy con anh em thả trên bầu trời như thế thì có thể là nó cái dây ở trên nó cứa vào, không dây sáo này nó cứa vào thì nó có rụng cái cọc đó, thì nó còn cái sáo lủng lẳng ở cái sợi dây. Đấy, ví dụ mình nói như thế để cho các bạn hiểu ha. Tức là những cái dây phụ đó để nó giữ những cái trường hợp rủi ro, cái trường hợp mình không mong muốn. Đấy là để còn cái sáo, tại vì cái sáo của nó rất mắc tiền. Và khi mà một cái con sáo mà nó mà đã thất lạc hay là nó ví dụ như thế nào thì nó nguyên cái bộ dàng sáo của mình nó mới cái âm của nó không chuẩn. Các bạn như cái này thì ví dụ nó bộ này bộ còi. Bộ còi thì nó kêu giống cái còi tàu á, các tàu hỏa đấy, người ta gọi là còi đấy. Là nó kêu y chang cái bộ tàu hỏa. Mà ví dụ như là mình có bị làm sao một chỉ cần một cái miệng hoặc một ống sáo thôi thì có thể là nó mất cái còi tàu của nó đi. Tức là cái bộ sáo của nó không hay. Nói chung là nôm na là như thế đấy. Bộ môn diều sáo là bộ môn dân gian cho nên là rất khó. Nó đòi hỏi chi tiết kinh khủng lắm. Ví dụ một bộ chuông đi, các bạn cứ tưởng tượng cái chuông nhà thờ đánh con kín con thì cái bộ chuông của bộ sáo người ta làm y chang như thế, thẩm âm đo nhịp
cái nhịp của nó đo, nó lấy nhịp giống như nhịp tim đó các bạn ơi. Bạn nào mà đi siêu âm tim là các bạn biết không, khi mà người ta lấy âm là cái độ tim người ta lên như thế đó, nó cứ chạy lên chạy xuống cái độ âm của nó, tần số bao nhiêu. Ô cái này nó bị tụt đấy, cái đầu nó bị tụt thấp đều quá. Nó có mấy cái đầu con câu mấy ơi, nhét. Để lật không? Cái này được chưa? Cái này đóng được chưa? Cái này được chưa? Ông cất vào đi. Ôi, nhôm nha các bạn nhé. Nó báo có 14 hay 17 gì. Dạ đi lên được. Nghe tự diều. Á bỏ nó lên quá. Tôi đánh cái lẻo lên đi. Nó mới nhập phải hơi thấp quá. Tại sao nó nặng? Sao bộ cái bộ nữa. Đánh thả hai bộ cho. Đánh lên một tí nữa. Cái ngang này. 5 ly. Chờ tí nữa. Đê bao nhiêu? Nào có gió thì đến. Ủa 70 thì dặn cũng vậy. Bộ môn rời đầy. Bộ môn rời đầy. Mấy hôm nữa bắt đầu nó thất thường thì chắc phải lúc không có gió là không. Sáng giờ trên nhóm rối tinh lên rồi. Nói gì? Ý là mày bảo báo nay báo gió nhặn hết lên đấy. Nhặn hết lên rồi sáng giờ cứ tăn suốt. Cứ tên. Mà hôm nào báo thì mà không biết nay chuẩn không chứ bữa giờ báo toàn bịp không ấy. Không, ngày hôm qua nè, hôm qua rồi mẹ tôi hôm qua. Báo cũng đâu có đẹp mấy đâu, tối đẹp. Tối đẹp. Tối ngày hôm qua nó đẹp cho em, hôm qua chiều hôm qua nó cứ lắc cà phơ. Cà phơ mà nói chung là ngày hôm qua buổi tối rồi mẹ gió. Tối gió thiệt. Qua em đánh ồn quá em dẹp sớm. Qua giờ sớm hả? Tức là ông thì bảo là hôm nay có gió, ông thì bảo không vậy. Gió này 24 ý là cao nhất 21 rồi. Em chơi bộ hòa âm bé, em tưởng gió yếu em đem bộ hòa âm ra. Biết gió to đem bộ chuông ra là đủ, mới chơi lâu rồi. Ra mà em chạy về nhà em lấy nước em uống mà đủ quá nghe. Bé. Của con 24 hết này, một lượt 24 này từ đây tới 18 giờ 19 giờ 24. Rồi. 21 à. Đấy bắt đầu. Đây này báo 21 rồi. Quan trọng nhất là cái tờ tầm 4 giờ thì đây nè, nó báo nè, lúc 16 giờ là 19, 17 giờ 19, 18 giờ 19, 19 giờ 21. Ngô mở đơn vị của mình lên là ok thôi. Tí còn 7
Tôi không có đùa với chú đâu. Chụp lâm nữa là tôi không có đùa. Lúc đấy vừa xong một con bé bán vé số và chú mua cho con tờ vé số mà ông bên cạnh ông bảo có ông này có một anh thì may ra ông mua. À, nó đặt đặt vui thôi, nó bảo này không biết mà ông để treo cho vui hay là ông sử dụng được. Mày của tao để bắn đạn hoàng ở đâu vậy, treo cho vui. Tao mới 60 tuổi treo cho vui. À, bánh công ty42 bụng 90 hơn lá tre hơi nhỏ, bụng hơi nhỏ, con này áo tự may cho nên là không có chuẩn form nha. Đăng máy độ cao khoảng tầm hơn 100 mét thôi. Con này không có chuẩn đâu, lúc lật trái, lúc lật phải, lúc lật hai bên, lúc thì cắm đầu, lật trái lật phải, đấy, bay tùm tùm. Đằng này gió rất đẹp.